Bạn nào chưa biết gì về Rubik khi xem xong 8 video này đều có thể giải được nhá. Cái này mình đã kiểm chứng trên rất là nhiều người rồi và họ đều giải được khi xem xong 8 video này của mình. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Ok, việc đầu tiên các bạn cần làm là lắp cross, lắp dấu cộng màu trắng. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn như này cho dễ hiểu nhá. Đó, các bạn xem. Các bạn quan sát xem nó ở bốn cái cạnh này có cạnh nào về chưa? Ở đây mình thấy có một cạnh về này. Mình chỉ cần quan tâm nó về này thôi chứ mình không quan tâm mặt trắng nó xuống dưới hay lên trên. Và tiếp tục mình sang cạnh này, mình sang cái mặt này. Điều đầu tiên mình quan sát đó chính là mình sẽ quan sát xem ở trong cái layer này nó có cái cạnh màu trắng chưa, cạnh màu trắng, cạnh cross nhá. Đây là nó chưa có đúng không? Nó chưa có cạnh màu trắng này, cạnh này không phải, cạnh này cũng không phải. Cạnh này cũng không, cạnh này cũng không. Thì bây giờ các bạn cần cần làm là giữ giữ cái tầng cuối này và các bạn xoay. Đó, khi xoay cái là thấy cạnh màu trắng nó lên này. Thì các bạn chỉ cần cho cạnh màu trắng này xuống dưới này, xoay bằng việc xoay đấy là được. Tiếp tục đến bên này, các bạn nhìn em có cạnh cross chưa? Chưa có đúng không? Tiếp tục giữ cạnh này, giữ cái tầng ở dưới này, xoay tiếp. Xoay tiếp thấy chưa có đúng không? Xoay tiếp, đây rồi, thấy cạnh màu trắng đây rồi. Và khi có cạnh màu trắng rồi các bạn chỉ cần xoay xuống, xoay cái lớp trên cùng này xuống. Đây, đấy. Tiếp tục đến bên này. Chưa có đúng không? Xoay tiếp. Vẫn chưa có, xoay tiếp. À đây rồi, có cạnh màu trắng rồi này. Rồi tiếp tục chúng ta xoay cạnh màu trắng này xuống. Đó, như vậy là bốn cạnh này đã về rồi. Khi bốn cạnh này về rồi thì chúng ta sẽ sửa, mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cho màu trắng này xuống dưới này như sau. Đây nhá, các bạn để cái cần đấy ở bên trên này. Cho bên này sang. Vặn hai tầng dưới này, cho vặn chéo lại đó. Xoay sang là được. Tiếp tục đến ngày cũng thế. Xoay bên này sang. Vặn chéo xuống dưới, vặn sang. Tiếp tục xoay bên này sang. Vặn chéo xuống dưới, vặn sang. Đó, như vậy lắp xong cross rồi, rất là dễ luôn.